ướt lạnh nửa đêm. Trên phố nhỏ buồn tênh, lê bước trên đường khuya gió lạnh thân gầy, đời nở thế sao. Tha thiết một tình yêu đem rót vào đời cô nở bên cung đàn làm vui cho nhân thế. Nhiều đêm nhìn mưa rơi lá đủ tâm hồn mà mát buồn, làm phố cũ cũng buồn theo thương tiếc để mà chi. Mùa chuối cười ngày biệt cho nhân thế. Nhiều đêm nhìn mưa rơi lá đủ tâm hồn mơ màng, làm phố cũ cũng buồn theo thương tiếc để mà chi. Mùa chuối cười ngày biệt ly, tư gợi vào đây tôi chót trao tình ai phố cũ đêm ngày, tâm tư gợi vào đây. Dạ, Thanh Tuyền xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị, sự có mặt của tất cả quý vị hôm nay đã nói lên tình thương của tất cả quý vị lúc nào cũng thương yêu Trung tâm Thúy Nga và đã lúc nào cũng bên cạnh Trung tâm Thúy Nga trong suốt 40 năm qua. Thanh Tuyền xin thay mặt Trung tâm Thúy Nga cũng như tất cả các anh em, chị em, nghệ sĩ xin gửi lời biết ơn tất cả quý vị. Và Thanh Tuyền cũng cảm ơn tất cả các nhà tài trợ cũng luôn đồng hành và giúp đỡ chúng ta, Trung tâm Thúy Nga rất nhiều trong những lúc khó khăn. Và cũng xin phép quý vị cho Thanh Tuyền cảm ơn đặc biệt công ty D&D. Thanh Tuyền cũng xin chúc mừng công ty D&D vừa sản xuất ra một sản phẩm rất là, phải nói là đang được thịnh hành nhất hiện nay. Và cũng nhờ vậy mà Thanh Tuyền cảm ơn các em đã cho Thanh Tuyền một bàn tay thật đẹp như thế này. Cảm ơn Trung tâm D&D rất nhiều và chúc mừng và mong sẽ công ty D&D sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Dạ. Dạ vâng, dạ xin mời. Dạ mời chị Thanh Tuyền khoan vào đã, mời chị đến đây ạ, cho
Châu Đình An có đôi lời với chị để chị nói với khán giả. Mời chị. Vâng, thưa chào chị. Đã lâu lắm mới gặp lại chị, đã 20 năm mà chị nói với em á, là 50 tuổi là chị sẽ là về hưu, mà giờ này còn gặp chị là em rất là vui khi mà thấy chị vẫn còn sung sức mà hát như thế. Dạ. Em ơi, giữa khán giả này em nhắc chi chuyện ngày xưa. Hồi xưa chị nghĩ là chị hát chừng khoảng, hồi Việt Nam chị nghĩ hát khoảng 30 tuổi là chấm dứt thôi. Qua tới Mỹ không ngờ mình thôi hy vọng hát được 40, 50. Và bây giờ tới ngày hôm nay thì em nghĩ rằng phải nói là trong cuộc đời, đối với chị âm nhạc là một cái liều thuốc. Mà đối với chị, mà Thanh Tuyền nghĩ quý vị cũng vậy. Con người mà mình có âm nhạc là cái lẽ sống. Người mà không có âm nhạc thì thấy nó thật sống cũng không có vô ích lắm. Cho nên cuộc đời của chị là chị sống nhờ âm nhạc đó. Cho nên tới giờ này quý vị biết không, 75 tuổi mà cũng còn quý vị thương đó. Vâng, cảm ơn chị. Thưa chị và thưa quý vị, là cái bài Tình Đêm Phố Cũ mà nữ ca sĩ Thanh Tuyền và hát, thì đây có một cái bản rất là đặc biệt của nhạc sĩ Thanh Sơn, là ông đã viết tặng riêng cho nữ ca sĩ Thanh Tuyền, đề là ngày 24 tháng 3 năm 1990 với một cái thủ bút, và đây là một cái bản rất là quý giá như thế này đó thưa quý vị. Thưa chị, mỗi một nhạc sĩ mà khi sáng tác tình ca đó chị, thì thông thường là có cái hình bóng giai nhân hay là một cái nàng thơ trong đó, thì có phải chị là một cái nguyên nhân cho nhạc sĩ Thanh Sơn viết cái ca khúc Tình Đêm Phố Cũ hay không ạ? Dạ, chị xin trả lời Châu Đình An cũng như là chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Theo Thanh Tuyền thì không những anh Thanh Sơn mà hầu như tất cả các nhạc sĩ đều có hình bóng để mà đặt một bản nhạc. Nhưng mà riêng với anh Thanh Sơn thì Thanh Tuyền được biết là anh đã quý mến và thương tiếng hát Thanh Tuyền cũng rất là lâu. Một tình cảm mà dù muốn dù không, Thanh Tuyền cũng cảm nhận được ảnh đã dành cho Thanh Tuyền một sự đặc biệt bằng trong những bài hát của anh Thanh Sơn. Năm 1990, Thanh Tuyền nhận được bài hát này do một người mà Thanh Tuyền, do anh Thanh Sơn gửi qua bên Mỹ. Và khi nhận bài hát này, thưa quý vị, bài hát nó tả tơi, nó rách nát như thế này, thì Thanh Tuyền nghĩ là chắc cái người mà ảnh gửi chắc đã giữ lâu lắm mới truyền tới tay Thanh Tuyền. Thì hôm nay Thanh Tuyền, Trung tâm Thúy Nga tổ chức chương trình với tác giả và tác phẩm, thì tự nhiên Thanh Tuyền muốn đề nghị với Marito, với cháu Thủy, là nói là cô muốn hát bài hát này để mà nhớ lại một người nhạc sĩ mà cô rất kính trọng và quý mến. Thì đây là một bài hát đầu tiên Thanh Tuyền hát trên sân khấu Thúy Nga. Và sẵn đây Thanh Tuyền hát rất nhiều với tất cả các nhạc sĩ, và sẵn nơi đây Thanh Tuyền cũng xin cảm ơn rất nhiều các chú, các anh đã cho Thanh Tuyền có cơ hội được trình bày những sáng tác thật là tuyệt vời của những vị tác giả mà để lưu truyền cho tới bây giờ. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và không phải chỉ một bài á, mà em được biết là còn rất nhiều bài khác nữa phải không chị? Dạ, viết riêng cho chị đó, chẳng hạn như là Nỗi Buồn Hoa Phượng hoặc là những cái gì đó chị có cái thể. Cái đó thì Thanh Tuyền nghĩ rằng quý vị mấy chục năm, năm tới là tháng 6 là Thanh Tuyền hát đúng 60 năm. Thì nhưng mà nếu nói anh Thanh Sơn viết nhiều bài cho Thanh Tuyền, nhưng mà chỉ có một cái bài mà chắc có lẽ quý vị không có nghe, mà Thanh Tuyền nghe, mà các nghệ sĩ cũng nghe, mà Thanh Tuyền không có dám hát. Dòng suối màu xanh mang nhiều kỷ niệm, dư âm tiếng hát đã tình mến yêu. Hàng năm cứ đến mùa hè đưa sang, dư âm tiếng hát muộn màng
Chúa tơ lòng với bao cung đàn. Hay quá. Vâng, rất là cảm ơn chị đã chia sẻ những cái dữ liệu rất là quý báu. Và em chúc chị sức khỏe và mong được nghe chị vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những cái tình ca. Và thưa quý vị, để trở lại chương trình, một nhạc sĩ mà chúng tôi muốn nói đến mà Trung tâm Thúy Nga đã thực hiện trong Paris by Night số 78 với những bản tình ca rất hay và nhạc của ông rất được yêu mến, đó là nhạc sĩ Quốc Dũng, một nhạc sĩ vừa mới ra đi. Ông là một nhạc sĩ có nhiều sáng tác hay, và không những là một nhạc sĩ sáng tác hay không mà ông còn nổi tiếng ở lĩnh vực hòa âm. Nhân đây thì Trung tâm Thúy Nga cũng xin được thành kính phân yêu và xin chia buồn đến gia đình của nhạc sĩ Quốc Dũng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Trong Như Đã qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Thủy.